Thanh Nhẫn rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Tin Nóng Đất Việt, phụ quý vị khán giả qua các clip được đăng tải trên kênh. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Và sau đây sẽ là nội dung chính sẽ có trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Lò chống tham nhũng, mừng lắm nhưng vẫn còn trăn trở lắm. Thưa quý vị, Việt Nam như hình mẫu trong việc phòng chống tham nhũng bởi những hành động quyết liệt và mạnh tay, không có vùng cấm trong việc trừng trị những đối tượng vi phạm pháp luật. Hơn 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã gây ra những mất mát, nỗi đau quá lớn, không thể bù đắp nổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống người dân và ảnh hưởng đến cả sự phát triển kinh tế xã hội. Đại dịch đã khiến hàng vạn trẻ em rơi vào cảnh mồ côi, lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hàng vạn doanh nghiệp cũng vì đại dịch mà rơi vào cảnh lao đao khốn khó. Không ít trong số đó buộc phải giải thể, phá sản. Cả triệu người lao động thất nghiệp, mất việc làm, nhất là người lao động yếu thế. Trong bối cảnh nhiễu nhương, lại có những cán bộ đảng viên bắt tay với một số đối tượng để trục lợi trên nỗi đau, mất mát của người dân. Hành vi phạm pháp đó đã gây bức xúc, khiến dư luận nhức nhối, phẫn nộ. Quả bom Việt Á cực kỳ chấn động, đang dần lộ ra phần chìm của tảng băng lớn. Một vụ án có quy mô, phạm vi trải dài nhiều địa phương, ngành dọc. Hơn 60 cán bộ, lãnh đạo gãy cánh chỉ vì tiếp tay cho Việt Á trục lợi 4.000 tỷ đồng. Mới đây, cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc vì có sai phạm liên quan vụ Việt Á. Cay đắng nhất và không ít người vẫn còn bất ngờ về việc ông Nguyễn Thanh Long, người đứng đầu Bộ Y tế cũng dính vào vụ việc bị khởi tố bắt tạm giam. Đang nói ông Nguyễn Thanh Long là người có chuyên môn rất giỏi, từng là bác sĩ đa khoa, học vị giáo sư tiến sĩ. Với việc kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo của Bộ Y tế, thì ít nhiều ông cũng đánh giá được phần nào năng lực quản lý của ông. Nhưng sai phạm của ông Long không nằm ở lý do vì chuyên môn hay là năng lực quản lý, mà lại xuất phát từ chính lòng tham, bản chất tư lợi. Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim khẳng định, không phải do quản lý, cũng không phải do chuyên môn, mà cũng không phải do một lúc nào đó sao lòng, mà do có động cơ, có đạo đức không được rèn luyện thường xuyên. Chỉ rèn luyện một giai đoạn nào đó thôi, còn sau đó cứ nghĩ là tích cóp bản thân, gia đình, anh em dòng họ. Những tư tưởng đó có thể phát sinh ra trong một giai đoạn nào đó trong cuộc đời cán bộ chứ không phải tất cả. Từ những gì đang diễn ra trong thực tiễn cho thấy, lò chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nóng hầm hập, cho thấy quyết tâm đấu tranh với giặc nội xâm của Việt Nam đã và đang rất quyết liệt, xuyên suốt, bền bỉ. Do đó, hành vi, hành động kiên quyết của Đảng, nhà nước được dư luận ủng hộ và chú ý. Đang nói, ngay cả truyền thông quốc tế cũng dậy sóng vì lò chống tham nhũng của Việt Nam. Reuters, một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới của Mỹ, đã nhấn mạnh rằng công cuộc chống tham nhũng, chống giặc nội xâm của Việt Nam đang tiếp tục được mở ra trên nhiều lĩnh vực mới, khó tồn tại lâu dài như y tế, chứng khoán, công nghệ. Những người đứng đầu Đảng, nhà nước, chính phủ Việt Nam cũng thể hiện rõ quan điểm, không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi sai phạm. Tương tự đánh giá công cuộc phòng chống tội phạm tham nhũng của Việt Nam, trang Nikkei cũng nhìn nhận rằng, 5 năm qua, Việt Nam đã vô cùng nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện, tạo bước tiến rõ nét, đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí. Đây được xem là một công cuộc khiến các quốc gia khác cũng phải trầm trồ. Theo Nikkei, những thành quả quan trọng đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Riêng trang Channel News Asia CNA của Singapore, Washington Post lại cùng chung nhận định, công cuộc chống tham nhũng cực kỳ mạnh tay của Việt Nam chính là hình mẫu mà các quốc gia châu Á có thể học hỏi. Bởi những con sâu làm rầu nồi canh nên được trừng trị, như thế thì cuộc sống của người dân mới có thể phát triển và an bình. Có thể nói mấy chục năm nay, chưa bao giờ có trường hợp xử lý nhanh, rát và bất ngờ đến thế. Lò chống tham nhũng đã hừng hực cháy từ năm 2016, rất giòn giã, cả củi tươi lẫn củi khô, khi tính sơ lược chỉ 5 năm mà đã có tới hơn 3.200 đảng viên bị kỷ luật. Một loạt mấy ông cán bộ cỡ bự cho tới sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang cũng đều sổ khám. Lớp người hừng hực niềm tin vào một cuộc chiến chống tham nhũng không có điểm dừng, và chúng ta cũng phần nào tự hào vì công cuộc phòng chống tham nhũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế. Nhưng đâu đó vẫn còn những trăn trở. Sao càng xử, càng làm lớn thì càng lòi ra tham nhũng. Ngay cả vụ Việt Á, những con người trục lợi hút máu hơn 4.000 tỷ đồng vào năm 2020, khi lò chống tham nhũng vẫn hừng hực cháy. 61 cán bộ lãnh đạo Việt vị vì Việt Á, một con số chấn động chưa từng có trong lịch sử ngành y, và đây cũng sẽ là một minh chứng hùng hồn nhất cho thấy thực trạng dù có làm mạnh nhưng người ta vẫn không sợ. Thế nên mới nói, lòng tham con người là vô đáy, cái giá phải trả rất đắt, giữa mạng sống và tiền bạc thì may ra mới làm chùn chân họ được.
học phí và học phí. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 7, tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã đề xuất miễn học phí trung học cơ sở từ năm học tới. Ngay lập tức, các tờ báo hồ hởi đăng tải thông tin này, nhưng có vẻ tin này không thực sự khiến công chúng mừng vui. Đề xuất miễn học phí trung học cơ sở của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo có vẻ như không khiến cho công chúng mừng vui như hình dung ban đầu của nhiều nhà báo khi đăng tin này, bởi rất nhanh người ta nhận ra rằng số tiền được miễn chỉ là 2 triệu đồng cho một học sinh mỗi năm học. Đó là khoản chi rất nhỏ so với chi phí học tập của một đứa trẻ, trong khi nó không đảm bảo chất lượng giáo dục công có được cải thiện hay không. Câu chuyện miễn học phí phổ thông cơ sở hay không có lẽ không phải việc mà các nhà quản lý giáo dục cần phải nặng đầu suy nghĩ. Luật giáo dục đã quy định nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở. Điều đó có nghĩa là nhà nước còn nợ nhân dân khoản thu này. Điều mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo nên quan tâm trước tiên là vì sao học sinh vẫn phải đi học thêm ngoài giờ học chính khóa. Tôi có một người họ hàng, vợ của ông cậu ruột, vốn là giáo viên dạy toán ở một trường chuyên. Bà mợ theo chồng lên Hà Nội, ở nhà nội trợ một thời gian thì vì rảnh rỗi mà mở lớp phụ đạo tại nhà cho lũ trẻ bị hỏng kiến thức. Nhà ngoại ô, xóm nghèo, tiền học phí chỉ bằng 1/4 giá thị trường, còn miễn học phí cho con nhà hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng bà mợ tôi nhờ dạy học ở nhà mà nuôi được một chồng với hai con, trong khi vẫn cơm lành canh ngọt. Đó là tình trạng lũ trẻ hỏng kiến thức và cần phụ đạo luôn là một lực lượng dồi dào. Bà mợ tôi không phải giáo viên trong biên chế, không có quyền lực để ép lũ trẻ phải học thêm. Phụ huynh ở cái xóm nghèo ngoài ô đó cũng không có nhu cầu con mình phải trở thành những đứa trẻ kiệt xuất. Lũ học trò đó muốn học thêm, bố mẹ chúng phải chi một khoản tiền trong thu nhập ít ỏi của mình để cho con học thêm, để bù đắp lượng kiến thức mà chúng không hấp thu nổi ở trường, trong khi bố mẹ chúng không có khả năng để kèm con học tập hàng ngày. Chúng ta có lẽ đã quá quen với việc lũ trẻ đến trường rồi tiếp tục phải học thêm, đến mức chúng ta thấy rằng đó là chuyện bình thường. Nhưng những nhà quản lý giáo dục, tôi không hiểu vì sao họ có thể chấp nhận hệ thống giáo dục mà họ quản lý lại không thể đảm bảo đa số lũ trẻ có thể theo học được chương trình học mà lại cần đến học thêm. Do chương trình học quá tải, hay là do chất lượng giáo viên, hay do môi trường sư phạm không đảm bảo? Dù bất cứ lý do gì, thì việc lũ trẻ ngoài đến trường học phải đi tìm lớp để học thêm cũng là điều mà những nhà quản lý giáo dục nên lấy làm xấu hổ. Miễn học phí hay không, đó là quyết định từ ý chí của nhà nước. Khi nhà nước cần khẳng định sự ưu việt của mình, khẳng định quyết tâm theo đuổi mục tiêu tất cả trẻ em đều phải được đến trường. Còn các nhà quản lý giáo dục, nhiệm vụ của họ là đảm bảo trẻ đến trường được học và môi trường học tập đó đảm bảo phù hợp với đa số học sinh, những đứa trẻ đặc biệt gặp những rào cản về nhận thức thì cần được xác định để trao cơ hội đặc biệt. Nhưng những đứa trẻ đến trường để học và chúng lẽ ra không cần phải chờ tiếng trống tan trường để vội vàng đến những lớp học thêm. Bởi khi học sinh còn phải bù đắp kiến thức bằng các buổi học thêm, thì khoản tiền học phí được miễn, xem ra chẳng nghĩa lý gì. Tòa xử các cựu sĩ quan nhận hối lộ, tôi đứng đây đã đủ nhục, đau xót lắm. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 7, phiên tòa xét xử loạt cựu sĩ quan quân đội nhận hối lộ của trùm buôn lậu sang Phan Thanh Hữu tiếp tục với phần thẩm vấn. Trước khi diễn ra phiên tòa này, vào ngày 6 tháng 2 năm 2021, cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ, triệt phá đường dây buôn lậu xăng, làm giả xăng số lượng lớn do Phan Thanh Hữu, sinh năm 1957 ở thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Hữu Tứ, sinh năm 1966 ở Vĩnh Long cầm đầu. Ngày 9 tháng 2 năm 2021, cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Phan Lê Hoàng Anh, con trai Hữu và nhiều đối tượng liên quan khác. Quá trình điều tra, Hữu cùng con trai và bị can Tứ đã chủ động khai báo với cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai về hành vi đưa hối lộ cho các cá nhân thuộc lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng và các cá nhân có chức vụ thuộc lực lượng chức năng khác. Ngày 11 tháng 5 năm 2021, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng phối hợp cùng với Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương tiếp nhận tin báo về tội phạm từ cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai để giải quyết theo thẩm quyền. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh nguồn tin tội phạm, ngày 15 tháng 8 năm 2021, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và nhận hối lộ. Quá trình điều tra, bố con Hữu và bị can Tứ đã chủ động tích cực cung cấp cho cơ quan điều tra các thông tin, tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm của 14 bị can trong vụ án. Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cho rằng hành vi của Hữu, Tứ và Hoàng Anh đã đủ yếu tố cấu thành tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, để khuyến khích động viên những người phạm tội tích cực khai báo, lập công chuộc tội, áp dụng các chính sách khoan hồng của pháp luật, không xét xử xử lý hình sự đối với hành vi đưa hối lộ của bố con Hữu và bị can Tứ. Phiên tòa này, Phan Thanh Hữu được triệu tập với tư cách người làm chứng, các luật sư liên quan liên tục thẩm vấn ông trùm.
Theo cáo buộc, từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020, bị cáo Nguyễn Văn Hùng trên cương vị đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa đã nhận hối lộ hơn 6,3 tỷ đồng của Phan Thanh Hữu để bỏ qua không chỉ đạo đồn Trường Long Hòa kiểm tra kiểm soát các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng lậu của Hữu. Ông Hùng còn được trùm buôn lậu xăng nhờ kết nối, đặt vấn đề với các VIP khác bảo kê cho việc buôn lậu xăng của Hữu. Tại tòa, cả ông Hùng và Hữu đều thừa nhận rằng mỗi tháng Hữu đưa cho ông Hùng 500 triệu đồng để chi hối lộ, ngoại giao. Phan Thanh Hữu trả lời thẩm vấn của luật sư. Ông đưa cho Hùng 500 triệu một tháng mục đích để làm gì? Để ông Hùng chi cho người ta, để tàu của tôi đi cho an toàn, không bị bắt. Việc đưa 500 triệu đồng một tháng cho ông Hùng hoàn toàn quyết định việc chi đúng không? Hùng cần chi thì sẽ báo cho tôi biết, tôi ok thì nó chi. Hùng còn chi ăn nhậu, ngoại giao nữa mà. Chi xong Hùng nói với tôi. Chúng buôn lậu xăng còn khai, tôi đưa cho thằng em 500 triệu đồng một tháng. Em muốn chi kiểu gì thì chi. Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại tòa, sau khi Phan Thanh Hữu bị bắt, bị cáo đi từng gặp từng VIP, những người mà bị cáo Hùng đã thay Hữu đưa tiền hối lộ hàng tháng để cùng nhau khớp lời khai, thống nhất tiền đó là vay nợ. Theo cáo buộc, từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2020, mỗi tháng ông Hùng đưa cho ông Phạm Hồ Hải, trưởng đại diện cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải Trà Vinh, 30 triệu đồng tiền hối lộ. Tại tòa, ông Hùng khai, sau khi thấy Hữu bị bắt, bị cáo đến gặp ông Hải. Hai bên thống nhất với nhau việc nếu ông Hùng bị bắt, ông Hải sẽ lo cho gia đình ông Hùng. Đổi lại, bị cáo Hùng hứa sẽ không khai ra việc đưa hối lộ cho bị cáo Hải. Và để đối phó với cơ quan điều tra, lúc này ông Hùng nhắn tin qua lại cho Hải. Nội dung tin nhắn về chuyện hai người vay mượn tiền của nhau, việc này nhằm hợp thức hóa số tiền mà ông Hùng đã chuyển cho ông Hải, tiền hối lộ hàng tháng. Vẫn theo lời khai của bị cáo Hùng, vì đã thống nhất với nhau như trên nên sau gần một tháng đầu bị bắt, bị cáo dứt khoát không khai. Sau khi tạm giam, bị cáo suy nghĩ, nhận thức lại hành vi của mình. Ông Hùng lý giải cho việc sau này đã khai toàn bộ hành vi phạm tội. Cáo trạng cho rằng ông Phạm Hồng Hải ngoan cố chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Hải đã rơi nước mắt trình bày. Tôi đứng đây đã đủ nhục, đau xót lắm, nói sao tôi cũng chịu. Cà Mau rút ngắn thời gian họp Hội đồng Nhân dân để phòng chống thiên tai. Thưa quý vị, trước tình hình mưa dông, lốc xoáy gây thiệt hại không nhỏ mấy ngày qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định rút ngắn thời gian họp để lãnh đạo các địa phương lo phòng chống thiên tai. Sáng ngày 13 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục diễn ra ngày thứ hai của kỳ họp thứ 6. Theo kế hoạch, chương trình kỳ họp kéo dài đến chiều cùng ngày mới kết thúc. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, do mấy ngày qua tình hình mưa lớn kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại rất nhiều đối với bà con nhân dân, công trình nhà nước. Tỉnh rất cần tranh thủ thời gian để lãnh đạo tỉnh, sở ngành địa phương đi kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo các biện pháp khắc phục, hỗ trợ cho người dân. Do đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định kết thúc các nội dung của kỳ họp ngay trong buổi sáng ngày 13 tháng 7. Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, Cà Mau là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu. Mấy ngày qua, lốc xoáy, nước dâng đã ảnh hưởng gần 1.730 hộ dân, trong đó có khoảng 100 căn nhà bị sập, gần 900 căn nhà tốc mái, khoảng 700 căn bị ảnh hưởng. Đê biển Tây bị chiều cường nước tràn qua, thiệt hại do thiên tai đợt này ước gần 9 tỷ đồng. Ông Việt chia sẻ, xu hướng thiên tai ngày càng tăng, đặc biệt nước dâng lốc xoáy. Sắp tới tỉnh phải có giải pháp để làm sao ổn định được đời sống người dân. Cùng với đó là kiến nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ tỉnh từng bước thực hiện thích ứng phù hợp với biến đổi khí hậu. Nói về tình hình đê biển Tây, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương có khoảng 200 km đê biển. Thời gian qua, thiên tai bất thường đã gây sạt lở đê biển nghiêm trọng. Theo ông Hải, để khắc phục bằng cách đầu tư hạ tầng ven biển thì phải làm, nhưng đòi hỏi nguồn vốn rất lớn. Ông Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, trong 2 ngày qua, đã có gần 200 mét đê biển bị uy hiếp và bắt đầu sạt lở vào thân đê. Đây là những chỗ khẩn cấp mà anh em đang triển khai làm ngày đêm bằng vật liệu, nhân lực tại chỗ. Rồi các nguồn kinh phí chúng ta bỏ ra làm ngay để bảo vệ đê, nhưng chỉ mới 100 đến 200 mét này thôi đã rất nhiều tiền, công sức rồi. Nói vậy không phải để than mà để đại biểu, người dân hiểu, lãnh đạo tỉnh quan tâm vấn đề này. Trước đó ngày 12 tháng 7, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng phải gác dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh để trực tiếp đi kiểm tra tình hình ảnh hưởng của tuyến đê ven biển Tây.